Hôm nay ngày 8 tháng 4, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì nắng nóng kéo dài, nhiệt độ gay gắt vào thời điểm trưa và chiều. Nhiệt độ dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi lên đến 37 độ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn trên diện rộng trong những ngày tới. Người dân cần đề phòng các sự cố hỏa hoạn. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay 8 tháng 4 và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Ngày mai trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 33 đến 35 độ, độ ẩm 72 đến 77%. Huyện Côn Đảo nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm 75 đến 80%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông đông bắc cấp 3 cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 9 tháng 4 năm 2024, mực nước cao nhất 390 cm vào lúc 1 giờ 45 phút và mức thấp nhất 110 cm lúc 20 giờ 45 phút. Chất lượng không khí hôm nay ghi nhận ở mức tốt tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu với chỉ số AQI từ 20 đến 38. Riêng tại thị xã Phú Mỹ, chất lượng không khí chỉ ở mức trung bình, chỉ số AQI là 91.